em chào các bác ạ. Vâng ạ. Chưa biết nghe bên nào các bạn? Chưa biết nghe bên nào? Đấy, không khí Tết phải lễ như vậy đúng không các bác? Đấy. Hai bộ liền các bạn, đây bộ này. Đây bộ nữa này. Đấy, không phải thế các bạn. Bộ này là trên 36 triệu một chút. Đấy, nhưng mà anh em quen thân trong nhiều năm qua và năm nay mua của em gần chục bộ rồi. Thì hôm nay để cho anh em là 35 triệu cho ăn. Ôi tình thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Ok chưa? Cháu chỉnh mic lên tí nữa đi. Đây là các bác này, còn đây này. Ê, bà chủ cho nhờ chút nhỉ. Đây bộ lửa này cả nhà này. Cô Thuyết hát bài đi. Ok nhá, đây là cả nhà này. Không đơn giản cả nhà. Đây ạ. Đây là cả nhà nhá. Ok chưa? Nhà em luôn là em luôn B3 của các bác đây. Em luôn B3 là thân yêu của các bác, của anh em đây ạ. Đó. Hai đôi loa nữa các bác này, đây là đôi B3 bát 325 này, đây là B3 bát 30, tí lên xe hết các bác ạ. Đấy, đã mua không mua thôi, đã mua là phải mua 2, 3, 4 bộ một nút các bạn. Đấy, ok chưa? Rất cảm ơn các bác của anh em trên mọi miền Tổ quốc luôn quan tâm, tin yêu, ủng hộ. Và các bác có nhớ chiếc xe Ford của anh trai không ạ? Đây ạ, chiếc xe có chữ Sơn Cura. Vâng ạ. Năm nay có mặt tại nhà em lần này lần thứ 5. Vâng ạ, và mỗi lần xuống này không phải là ít. Đó, được các bác của anh em trên quận Hà Đông này quý mến tin tưởng. Vâng ạ, quý mến tin tưởng liên tục ủng hộ đây nhá. Đây là cái này của cùng một đoàn các bác nhá, cùng một đoàn. Ok chưa, không khí rất tấp lập. Và các bác của em thân mến là em luôn bán giá rất tốt cho tất cả những cái sản phẩm. Và đặc biệt những đôi loa bãi của B3 hay của JB hay là của EV hay là của Outcenter. Nói chung là tất cả mọi đôi loa em đều bán giá tốt. Chính vì giá tốt nên là anh em liên tục ủng hộ các bác nhá. Ok. Đây em nói là cứ cái gì ra cái đó là đôi loa này chốt trước này, xong đôi loa này sau đến hai bộ combo. Ok chưa? Ấy giời. Tuyệt vời, hôm nay là thứ tư các bạn. Đấy. Hôm nay là thứ tư ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023. Vâng ạ. Tuyệt vời, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mơ ước mai em nhờ chút cho to đi nữa nào. Nửa vầng trăng làm để trăng đầy. Các bạn thấy không ạ? Tuyệt vời chưa? Tối xưa đó người ước mong tình người mà anh cho. Anh áo xanh là anh Ngọc cả nhà nhá, anh Ngọc chủ của hãng Sơn. Tuyệt vời. Lặng ấm lên rồi ta đêm gặp sâu. Rất cảm ơn các anh. Vâng ạ, hai bộ liền với ác chứ này. Chắc chắn rồi, sau đây là một vài video. Ông chủ chốt nghe hay lắm, hát hay lắm. Ok chưa, cắt đôi nước sau ạ? Hay quá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em giới thiệu để em giới thiệu nhá, hai bộ đúng không ạ? Bộ này là chính xác là 35 triệu cả nhà nhá. Đấy, phần bộ ở bên đây là 32 triệu cả nhà nhá. Đấy, giới thiệu cả nhà như vậy ạ. Đấy, tuyệt vời, em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Đó, chốt xong rồi. Và báo cáo cả nhà là đã mua cho mình rồi nhá. Xong là đi xuống nhà em, đúng không ạ? Lại có anh em nhờ mua cho bộ lửa. Thế mới hay chứ này. Cảm ơn anh Ngọc. Anh Ngọc đấy ạ. Các anh ở Hà Đông, Hà Nội ạ. Quá tuyệt vời. Rất nhiều những bộ sản phẩm lên đường. Hơi bừa bộn một chút ạ. Rồi
ok, em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Đôi người duyên xưa còn hay. Cảm ơn cả nhà nhá.